Xem tử vi tuổi Bính Tuất năm 2024, nam mạng. Năm 2024 đang đến gần và nhiều người đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về tử vi tuổi Bính Tuất năm 2024, nam mạng. Đối với nam giới tuổi 2006, trong năm này được cho là một năm đầy triển vọng và may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, sự vận hành của âm dương ngũ hành sẽ mang đến cho người tuổi Bính Tuất với nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy cùng Tử Vi Việt Nam tìm hiểu chi tiết về vận số của nam giới tuổi Bính Tuất trong năm 2024 qua video này nhé. Về tổng quan, tuổi Bính Tuất là tự miên chi cẩu, tức là chó đang ngủ. Về dương mạng tuổi âm là 19 tuổi, sinh từ ngày 29 tháng 1 năm 2006 đến ngày 16 tháng 2 năm 2007. Về ngũ hành bản mệnh là xoa kim xuyến, tức là xuyến bằng vàng. Kim gặp hỏa là chủ về khắc nhập, là xấu. Về cung phi là trấn hành mộc, gặp chấn hành mộc của năm là phục vị. Về thiên can là giáp, thuộc hành mộc là bình hòa. Về sao chiếu mệnh là sao la hầu, kim tinh. Về vận hạn, gặp hạn tam kheo, kim lâu. Về vận niên là cẩu cuồng phong, là xấu. Về tướng xương và tướng tinh là xương con chó và tướng tinh con cáo. Xem tử vi tuổi Bính Tuất năm 2024, nam mạng chi tiết. Theo ngũ hành, năm 2024 nhận thấy ngũ hành bản mệnh kim gặp năm này, ngũ hành thuộc hỏa là chủ về quan hệ khắc nhập là xấu. Trong năm 2024, bạn có thể đối mặt với rủi ro về sức khỏe, có thể gặp phải các vấn đề về ốm đau hoặc bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngoài ra, công việc của bạn cũng gặp nhiều khó khăn và nguy cơ thua lỗ. Mối quan hệ với anh em trong gia đình có thể gặp phải xung đột và mâu thuẫn. Trong năm này, bạn nên tránh đầu tư vào kinh doanh và cẩn thận quản lý tài chính của mình. Đặc biệt, tháng 8 âm lịch có thể mang đến các vấn đề liên quan đến tiền bạc và tình cảm gia đình. Theo thiên can của tuổi Bính thuộc hành hỏa, gặp năm 2024 có thiên can là giáp thuộc hành mộc, thể hiện mối quan hệ bình hòa. Công việc của người tuổi này trong năm 2024 dự kiến sẽ không có nhiều biến động, không xuất hiện nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng cũng không gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có thể có một số kế hoạch và ước muốn của họ không đạt được như mong muốn. Sự hỗ trợ từ quý nhân có thể giúp họ mở rộng công việc và có lợi trong năm này. Theo địa chi, nam mạng sinh năm 2006, trong năm này, địa chi của tuổi là Tuất, gặp địa chi của năm 2024 là Thìn, thuộc quan hệ tương xung, tức là tuế phá bản mệnh. Công việc kinh doanh và làm ăn trong năm này dự kiến sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và tình hình công việc có thể thay đổi liên tục. Sức khỏe của người tuổi Tuất cũng không ổn định và họ có thể tiêu pha nhiều tiền bạc. Mọi việc khó có thể đạt được kết quả như mong đợi và họ cũng có thể dễ gặp các vấn đề về sức khỏe, có thể dễ bị đau ốm hoặc mắc các bệnh kéo dài. Nên phải cẩn thận trong việc duy trì tình hình sức khỏe cá nhân. Theo cung phi tuổi Tuất nam mạng, trong năm 2024 là trấn thuộc ngũ hành mộc, gặp năm giáp thìn, cung phi trấn cũng có hành mộc thuộc vào phục vị. Trong năm này, công việc kinh doanh của người tuổi này dự kiến sẽ ổn định, không có nhiều biến động và cơ hội thăng tiến có thể hạn chế. Tuy nhiên, các kế hoạch và mong muốn của họ có thể không được thực hiện như mong đợi. Ngũ hành của cung phi tuổi Tuất là tương hợp với ngũ hành của cung phi năm, do đó, phương diện tài chính và mối quan hệ gia đình có vẻ như bình thường, không trải qua nhiều biến động lớn. Kết luận, dựa vào sự vận chuyển âm dương ngũ hành trong năm giáp thìn, người nam mạng tuổi Bính Tuất có thể mong đợi một năm học tập với kết quả tốt đẹp và có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với nhiều bạn bè mới. Tình cảm của họ cũng được đánh giá là tích cực với hy vọng vào sự phát triển trong năm này. Nếu có kế hoạch xuất hành, có khả năng thuận lợi và có lợi cho sức khỏe, dù có sự bất ổn về sức khỏe, họ có tiềm năng để hồi phục nhanh chóng. Về sao chiếu mệnh,
sao La Hầu Kim Tinh. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng riêng tài ách giữa đảng phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Nam mạng tuổi Bính Tuất trong năm này cho biết rằng sao La Hầu mang ý nghĩa về đem lại nhiều điểm giữ, cần phải cẩn trọng để tránh rơi vào tình huống bất lợi về pháp luật hoặc xảy ra tranh cãi và xung đột. Ngoài ra, cũng cần phải lưu ý đến sức khỏe của tai và mắt, có thể xuất hiện vấn đề liên quan và đòi hỏi chi phí cho điều trị. Cần đề phòng để tránh các tình huống gây buồn phiền hoặc stress tinh thần. Đặc biệt trong tháng 1 và tháng 7 âm lịch, người thuộc bản mệnh mộc cần phải lưu ý. Vì sao La Hầu trong trường hợp này chiếu thuộc về yếu tố kim, điều này có thể tạo ra thách thức lớn hơn so với những bản mệnh khác. Về sao hạn, hạn tam kheo, tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý trần tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Hạn tam kheo chủ về một năm không may mắn về sức khỏe, đặc biệt là trong việc phòng ngừa các bệnh liên quan đến xương khớp, phòng thấp và mọi mắt. Người tuổi này thường dễ gặp cảm giác đau đớn, mệt mỏi và có nguy cơ tai nạn khi di chuyển. Do đó, những người thuộc tuổi này cần phải đặc biệt quan tâm và chăm sóc sức khỏe của họ, đặc biệt là phần cơ thể liên quan đến xương khớp. Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng các phương tiện di chuyển bằng xe cộ trong năm này. Và nếu phải di chuyển bằng xe, cần phải thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân. Về hạn tuổi, nam mạng tuổi Bính Tuất trong năm 2024 phạm hạn kim lâu. Về vận niên là cẩu cuồng phong là xấu. Vận niên cẩu cuồng phong tương ứng với định nghĩa chó bị trúng gió độc. Trong năm 2024, tuổi Bính Tuất nam mạng thấy rằng đây là một vận niên xấu, với sức khỏe và công việc cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn này, bạn nên kiên nhẫn và thông minh để có thể biến những khó khăn thành cơ hội. Trong năm 2024, hạn chế việc thay đổi công việc và nên duy trì ổn định nghề nghiệp hiện tại là điều tốt. Đừng đầu tư quá nhiều tiền vào các dự án rủi ro và hạn chế việc chi tiêu không cần thiết. Làm ăn có vững chắc và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn trọng trong quan hệ xã hội vì có thể có sự xuất hiện của đố kỵ hoặc là xung đột với bạn bè. Theo tứ trụ, thiên hòa, địa hòa. Điều này biểu thị một năm an lành và không có nhiều điều đáng lo ngại. Mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra một số việc không theo ý muốn. Ví dụ, có thể có những khó khăn trong việc học tập và không đạt được kết quả như bạn mong muốn. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là một năm tốt đẹp cho bạn. Kết luận tử vi tuổi Bính Tuất năm 2024, nam mạng. Tuổi Bính Tuất năm 2024 dự đoán một năm rất nhiều triển vọng. Theo các chuyên gia của tử vi Việt Nam, sự kết hợp giữa can bính và ngũ hành thổ của năm Giáp Thìn sẽ mang lại nhiều điều may mắn và thành công trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Cụ thể, trong năm này, nam mạng tuổi Bính Tuất sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực công việc của họ. Họ có thể được giao những nhiệm vụ quan trọng hơn và có khả năng thể hiện tài năng đặc biệt của mình. Ngoài ra, họ có cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ những người ảnh hưởng trong công việc của họ. Trên đây, tử vi Việt Nam đã luận giải chi tiết tử vi tuổi Bính Tuất năm 2024 nam mạng. Hy vọng nội dung này giúp quý bạn có thể chuẩn bị cho mình một cuộc sống chất lượng và an nhiên tự tại hơn. Nếu quý bạn muốn xem tử vi chi tiết cho người thân, có thể để lại lời nhắn phía dưới cho chúng tôi nhé.